Xin chào mọi người và nhất là các em trai tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Đây là video clip anh làm về tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em. Một trong những cái tuổi mà anh có thể nói là cái năm Mậu Tuất 2018 là một cái năm là coi như là xấu nhất trong có thể là từ nhỏ đến bây giờ của tuổi của các em. Thì như đã nói thì ở những cái video trước về tuổi của các em thì tổng hợp cái vận hạn cả đời và cái thiên tính của các em thì nó cũng khá là hấp dẫn. Người Nhâm Tuất thì người ta nói là trai nhâm gái quý. Như vậy là mình là nếu mà trai mà nhâm lắm chỉ nhâm thì đáng lẽ là thuộc dạng người may mắn, dễ có cái sự thành công ở trong cuộc sống và dễ đạt được. Tuy nhiên là các em trai tuổi Nhâm Tuất thì như đã nói là do là người có cái là cái tam hợp dần ngõ Tuất thì cho nên là đa phần là những người này có cái tinh thần là người trung trực thẳng thắn, trọng cái sự công bằng, không có muốn mà thấy cái việc mà người ta mà kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu là chịu không được. Đa phần là người ta nói là do là trai nhâm mà, cho nên là các em là đa phần thường là tuổi trẻ thường là được sung sướng hơn những cái tuổi khác, ít có chịu cực nhọc. Ở cái tuổi mà học hành nhiều người mà phải bươn chải sớm thì cũng có nhiều cái thuận lợi, chứ không phải là bươn chải ta gặp nhiều khó khăn cái tuổi khác như chữ Mậu hoặc là chữ Tân ha. Nhưng thiệt sự mà nói là với cái tuổi Nhâm Tuất thì các em là cái người rất là hay chịu khó học hỏi, có một tí may mắn nhưng mà nó chỉ là thuộc ở tiền vận thôi, trước năm 30 tuổi thôi, chứ còn sau đó thì không tốt đẹp. Có người thì ở trong cái giai đoạn này nếu mà thuận sinh vào những cái mùa như là mùa xuân và thu đông xuân thì là hai cái mùa đó thì là sẽ có nhiều cái tốt đẹp ở trong cái con đường quan vận, dễ thăng tiến. Người của các em là người mệnh thủy mà, cho nên cái sự mềm mỏng của mình cũng có, tuy là do chữ nhâm thì cũng khá là nóng nảy nhưng mà cũng biết lựa lời, biết cách nói chuyện, cho nên là cũng đỡ đần. Các em tuổi Nhâm Tuất, các em trai tuổi Nhâm Tuất thì thương can mang chữ nhâm thì thân cư mệnh thì thường có các cái sao như là thiên lương này, tả phụ, vũ khúc, đặc biệt là tứ hóa. Thì là người ta nói là những cái người mà có thân cư mệnh này thường là tâm tính hay là thiện lương thiện, hợp với cái vai trò ở trong những cái môi trường mà nói chung là cần cái sự chân chính hơn, chứ còn mà mua mẹo mua bán thì không phải là nghề của người Nhâm Tuất các em. Tuy nhiên là tử mạng của các em nó sẽ khó như vậy nè. Tuổi ha, nhâm là thủy nè, tuất là thổ, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can và địa chi là tương khắc. Người thì là mệnh thủy, nhưng mà tuổi tuất là thổ, cho nên là người của em là giống như là như đã nói là cái dòng sông các em là biển mà đại hải thủy chứ không phải là dòng sông. Cái biển của các em là nó không có trong, nó không có xanh, mà là biển đục, biển bị quấy bẩn ở cái đất, cho nên là cũng là cái người rất là khó đón. Tánh tình thì cũng thay đổi bất thường lắm, chứ không có phải đơn giản. Tuy là người thông minh học giỏi, tuy nhiên là vào sâu cái bắt đầu cái giai đoạn mà đại hạn, tức là bắt đầu từ cái năm mà đại hạn 10 năm của em, của các em thì bắt đầu từ năm 36 tuổi cho đến năm 45 tuổi, thì tức là bắt đầu năm tam đai của 2016, 2017, 2018 là bắt đầu mình vào đại hạn, cho nên là gặp rất là nhiều thăng trầm sóng gió ở trong cái giai đoạn 3 năm vừa rồi, đặc biệt là cái năm Mậu Tuất 2018 thì các em đang ở trong 10 năm vận thế nó không được may mắn, cho nên là công danh sự nghiệp tuy là nó có tiến thăng nhưng mà nó đặc biệt khó khăn, rất là khó chịu, chứ không có suôn sẻ. Mình cảm thấy là đáng lẽ mình phải đạt được nhiều hơn nhưng mà không được, mà cứ phải gặp trục trặc cả. Mà người ta nói là người mà Nhâm Tuất
thì muốn mà tốt đẹp thì phải sau 45 tuổi hậu vận mới đầy đủ phúc lộc. Lúc đó thì mình các em là người thì có, người ta nói xong có phúc người có lúc, là 10 năm từ 36 45 tuổi là 10 năm thất bại về gia đạo, về công việc. Dù rằng là đúng ra là cái cuộc đời của mọi người thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn độ chính của tăng trưởng sự nghiệp, tuy nhiên là các em không có tăng trưởng sự nghiệp ở trong cái thời gian này mà gặp rất là nhiều khó khăn. Từ năm 45 tuổi trở lên thì mới thật sự vững vàng. Thì vận vào cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em trai nhâm tuất như sau. Thì các em là mạng đại hải thủy, gặp năm bình địa mộc là sinh xuất, sinh xuất về bổn mệnh thì xấu, không tốt đẹp cho lắm. Chủ về hao tốn sức khỏe, bổn mạng của mình vẫn chưa yên. Năm vừa rồi thì thật sự mà nói thì các em cũng là bị sinh xuất bổn mạng, nhưng mà các em vừa rồi là năm trực thái tuế, năm tuổi chữ mậu nó khác chữ nhâm thì nó nguy hiểm hơn. Năm nay thì vẫn chưa tốt đẹp đâu, cũng còn nhiều điều lắm. Năm ngoái thì là hầu, thì năm nay thì lại là sao thổ, thổ tú, mà sao thổ tú thì đem lại rối rắm nạn tan. Người ta nói sao thổ tú chiếu mạng dễ gặp chuyện rối rắm về mặt giấy tờ, phải lui tới công quyền chịu cái sự khó khăn. Thì nói thật mà nói thì với cái vận hạn của cái năm 2018 cực kỳ khó khăn, lôi đến năm này thì rắc rối giấy tờ là chuyện cũng bình thường thôi, không có chuyện gì quá to lớn mà cái gặp cái sao thổ tú này thì tránh làm những cái chuyện phi pháp, rất là dễ bị hỏi thăm cuộc sống gia đạo. Thì cũng vì cái sao thổ tú đem lại rối rắm nạn tai này, nó cũng không có được suôn sẻ. Sao thổ tú thì là thuộc hành thổ. Đối với người mà mạng thủy của các em là không tốt đẹp, thổ nó khắc thủy nữa, cho nên là bổn mạng cũng không yên, cần phải đề phòng. Hạn thì là gặp hạn ngũ mộ, hạn ngũ mộ mà người của năm thì rất là dễ gây ra mất của hao tài. Hạn nếu mà gặp hạn ngũ mộ thì đề phòng bị mất trộm hoặc là bạn bè lừa gạt tiền bạc Người chữ nhâm của các em thì sống rất là trượng nghĩa. Nghe người nào bạn bè mà lâu năm mà gặp mà than khổ khổ thì cũng hay giúp đỡ lắm, coi chừng bị người ta lừa gạt Vận niên tiếp tục là một cái vận niên không tốt đẹp, đó là vận niên trư phùng hỏa, tức là heo gặp lửa, heo quay á, xấu. Gặp vận niên trư phùng hỏa làm ăn cũng như quan hệ giao dịch thường xuyên gặp chuyện trái ý nghịch lòng, dễ nóng giận và đưa đến những cái quyết định mà không có lợi về sau cho cái sự nghiệp công danh. Cái vận niên chưa phụng hỏa, tức là cái hình tượng mà con lợn bị quay trên lửa đó, thì rất là dễ nóng nảy, một năm sẽ không tốt đẹp. Năm nay có nhiều biến cố và đột xuất, làm nhiều nhưng mà thật sự vất vả nhưng mà vẫn chưa có thành quả đối với được các em. Giúp cho người khác á, thì gặp cảnh làm ở mất quán. Chia bằng á, thì nói thật sự luôn mà nói, và gặp vận niên chưa phùng hỏa thì cố gắng an phận thủ thường thì chắc cú hơn đừng có tài lanh tài lẹt giúp ai, hoặc là đương đầu với sóng gió ở trong những cái năm này, cái năm mà gặp vận niên chưa phùng hỏa. Thiên can á, thì chữ nhâm gặp chữ kỷ là bình hòa, chủ về một năm gọi là tương đối bình thường, tiền bạc làm ra thì cũng không có việc gì. Sự thiên can, cái trụ thiên can thì thường ảnh hưởng đến công việc thì gọi là thiên thời thiên can thì nhưng mà về nạp âm ngũ hành thì nhâm là thủy, kỷ là thổ, cho nên là tương khắc về mà âm ngũ hành, cho nên là làm ra cũng không có đáng bao nhiêu, coi chừng rất là gọi là công việc chỉ là bình thường, có một chút rắc rối nhưng mà không quá lớn lao. Địa chi thì tức hợi thì cũng bình hòa về mặt tử vi, chủ về một năm là gia đạo bình thường, không có việc gì lớn lao hoặc ở thay đổi, không có quá khó khăn. Tuy nhiên là cũng giống như là thiên can, tức thì thuộc thổ, hợi thì thuộc thủy, cho nên là cũng tương xung về mặt nạp âm ngũ hành của địa chi, tức là cũng có rắc rối của gia đạo, cũng có buồn phiền trong gia đạo chứ không phải yên vui gì đâu
Như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành mà luận giải thì năm Kỷ Hợi 2019 này, can kỷ thuộc âm, ngũ hành là hợp thổ, cho nên là trung vận là thiếu cung, thổ sẽ vượng. Đối với người mạng thủy mà gặp năm thổ vượng thì có phần trở ngại khó khăn, nhưng mà cái mạng của các em là đại hải thủy, cho nên nó là cũng không cái năm thổ vượng này cũng không đến nỗi quá khó khăn mà các anh em là điển lực. Thì thổ có khắc có ngăn đâu được biển đâu, cho nên là cũng có phần không đến nỗi nào. Tuy nhiên là sao hạn nè, sao là gặp sao thổ tú, vận thế vận niên đều xấu, thì cái môi trường làm việc cũng như gia đạo hoàn toàn bất lợi, khó tránh khỏi khó khăn thua thiệt hơn lúc nào hết á. Đây là thời gian phải cố gắng chịu đựng cái sóng gió, tại vì các em nên nhớ là các em đang vật ở trong cái đại hạn 10 năm. Các em mà càng coi như là các em đang ở dưới lượng dũng bùng rồi, ở 28 đã lọc dưới dũng bùng rồi, 29 này cố quẩy quá thì nó càng lún thêm thôi chứ không được phần lợi ích gì. Tuy là nó có tốt đẹp hơn năm 2018, tuy nhiên là nó không có được hoàn hảo đâu. Đừng có mà cố gắng vùng vẫy mà lún càng sâu thêm. Chỉ mong gọi là được gọi là nhẹ nhàng vượt qua cái năm này cũng là một tốt rồi. Thưởng sách ở trong cái tình thế này là an phận thủ thường, đừng có mà vọng trọng, đừng có mà quá tung ra, hoặc là cố gắng. Chỉ cần là bây giờ mọi chuyện nó êm đềm, nó qua hết năm nay đi là rồi mới ấy chứ còn. Thì có gì nữa thì năm vừa rồi mình mới rớt tới đáy, năm nay muốn bay lên thì cũng phải từ từ, chứ không phải bay một cái ào được, sẽ gặp rắc rối ha. Đó là cái việc về tử vi bên ngoài của cái tuổi của Nhâm Tuất Nam Mạc. Thì vẫn vào cái sự nghiệp và công danh của cái năm 2019 thì nó sẽ xảy ra sao. Xét về mặt tứ trụ thì năm Kỷ Hợi 2019 là gặp thiên tổn mà địa là địa hao. Như vậy thì công việc làm ăn, thiên thì thiên tổn thì nó là liên quan đến công việc làm ăn. Xét về mặt tứ trụ thì sẽ gặp rất là nhiều trở ngại, mưu sự khó thành, tài lộc có phần suy giảm. Địa hao thì ảnh hưởng nhiều với cái gia đình, cho nên là gia đình tình cảm cũng có nhiều rối rắm bất an, bản thân thì cũng cần phải phòng bệnh nạn do là gặp cái năm sinh xuất về bổ mạng. Còn xét về mặt tử vi thì tiểu vận của năm Kỷ Hợi 2019 là đối với người tuổi Nhâm Tuất Nam Mạc là đi vào thắng địa, có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn hóa giải bớt cái sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Đại hạn mà 10 năm thì là bắt đầu từ năm 36 đến năm 45 tuổi, thì đây là cái thời gian có tuy là có thiên tài thiên hỷ đáo hạn, tuy nhiên là đây là cái thời gian công danh sự nghiệp phải không, là có biến chuyển nhưng mà gặp rất là nhiều khó khăn. Tình cảm thì không có được tốt đẹp, tình cảm trong gia đạo cũng không được tốt đẹp. Tiểu hạn đi vào thắng địa là vì vậy không được cái đại hạn, gặp cái đại hạn xấu này thì nó cũng làm cho cái thắng địa này nó giảm bớt cái phần tốt đẹp. Tuy nhiên là cái gặp thêm nữa cái vận thế vận niên bất lợi, sao hạn không tốt, cho nên là cần phải chú ý đề phòng bất trắc mới có thể giữ yên sự nghiệp của các em. So về mặt xét về mặt tử vi, tọa cung tiểu vận thì lại bị ông thất sát, ông hãm địa. Tuy nhiên là như đã giải thích ở cái các cái video clip khác, là thất sát là một cái gọi là một cái hung tinh thường gây biến động bất lợi cho công việc làm ăn. Nhưng mà rất may là ở trong cái tọa cung tiểu vận này có ông triệt, ông án ngữ ở cuối cùng, cho nên là cái ông thất sát hãm địa này ông cũng không phát huy được cái tác dụng tối đa của ông. Đồng tọa trong tọa đồng cung của tiểu vận thì có Phượng Cát nè, Giải Thần, Quan Phủ, Đà La. Đặc biệt là cái ông Giải Thần ha, ông Giải Thần như đã giải thích
trước thì ông có cái nhiệm vụ ông đi hóa giải những cái phá và bại tình rất là tốt đẹp. Tuy nhiên là mấy ông này cũng đều đi trước ông Triệt, thì nên nhớ là ông Triệt ông cứ hẹn ai, ông gặp ai ông cũng cắt đầu hết 50% hết. Ông Tuần thì ông còn đỡ hơn, nhưng ông Triệt là ông cứ triệt tiêu cái tác dụng của những cái phúc tinh tài tinh cũng như phá bại tinh, mất đi cái tác dụng. Cho nên là tuy là có nhiều, có Phượng Cát giải thần, Quan Phủ Đà La đi nữa, thì cái sự may mắn hay là hư xấu đều giảm bớt rất là nhiều. Có thể nói tình trạng làm ăn cũng như tình cảm gia đình đó thì cũng không có quá gì thay đổi, không có quá gì tốt đẹp hơn so với năm 2018 đâu. Vì là có bao nhiêu sao tốt thì vô ông Triệt ông cũng giữ lại bấy nhiêu, giữ lại cái tác dụng nhỏ, thì ông phá và bại tinh cũng như thế thôi. Cho nên là xét ra thì ông năm nay tuy là vận hạn khác, nhưng mà bị ông Triệt ông ở, ông đóng đồng cung tỏ cung tiền vận thì ông sẽ làm rất là khó khăn. Hội chiếu thì còn có nè, Long Trì, Phượng Cát, cuộc sống có những thay đổi về chỗ ở. Hoặc là với Long Trì và Phượng Cái này thì rất là dễ có con. Đồng thời nhập hạng, còn có Thái Tuế, không có Tuế Phá, Đà La, Hóa Kỵ, Quan Phủ, có Hóa Kỵ và Quan Phủ nữa cơ. Thì nên cẩn trọng trong việc quan hệ làm ăn, nhất là hùng hạp, tránh những cái giấy tờ, coi chừng là bị tiểu nhân đẩy đến cái môi trường quan vật, môi trường pháp luật có nhiều cái sự không rõ ràng. Đặc biệt đó là cung mệnh thì có Thái Dương, Thiên Không, Kiếp Sát. Thái Dương là một cái phúc tinh, tuy nhiên đi trước Thiên Không và Kiếp Sát thì bất lợi nếu công việc làm ăn có nhiều người tham gia hợp tác, nếu hoặc là mình mà bị kiện tụng thì sẽ rất là dễ bị thua. Trong gia đình vợ chồng cũng có nhiều cái bất đồng, có thể cuộc sống tình cảm bị xáo trộn, khó yên để lo gây dựng sự nghiệp, tức là các mối quan hệ ngay cả ở trong gia đạo của mình cũng có vấn đề. Còn cung tài bạch đó thì có cả tiểu hao và đại hao, tài tinh thì không có nhiều, mà thấy có tiểu hao và đại hao thì rõ ràng là cẩn thận về mặt tiền bạc, đặc biệt là với hàng ngũ mộ thì coi chừng bị người ta gạt, nếu không khéo có thể lâm vào tình trạng khó khăn, mất trắng. Nhìn chung năm năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi Nhâm Tuất Nam Mạng thì có nhiều mặt xấu, còn rất là nhiều mặt xấu, nhờ chỉ được có cái tử vi đi vào thắng địa, cho nên là sẽ giảm bớt cái phần thua thiệt, nhưng không đủ cái tốt để mà khắc chế cái xấu, rất là còn rất là nhiều ở trong cái năm Kỷ Hợi đối với tuổi của các em. Nên cẩn thận để bảo toàn những cái mà mình đang có, chứ nếu không coi chừng mất luôn. Nếu như mà càng như đã nói ở trên, các em càng vùng vẫy thì các em sẽ càng lũng thêm nữa thôi, chứ không có được tốt đẹp gì cả. Rõ ràng là với cái năm Kỷ Hợi này nó chỉ tốt hơn năm Mậu Tuất 2018. Khoảng thí dụ như năm Mậu Tuất các em 60 thì năm nay các em giảm được có 4 phần, còn 6, chứ còn không được trên trung bình đâu, vẫn coi như là vẫn còn yếu lắm. Còn xét về mặt tình cảm và gia đạo thì năm Kỷ Hợi 2019 với nhiều cái phá và bại tinh thì công việc làm ăn sẽ nhiều phức tạp, gia đình vì thế cũng có nhiều điều không hay, tình cảm không thuận lợi. Đối với mà gia đình thì rõ ràng là với cái chữ nhâm của các em thì cần phải biết quan tâm nhiều hơn gia đình. Mình có số sướng đi nữa thì mình có tiếng nói trong gia đạo, hoặc là mình số sướng được người vợ con cái nó yêu chiều, nó phục tùng, nhưng mà mình đừng vì thế mà mình lấn át nó, sẽ không có điều tốt đẹp. Ở hạng thì còn có Thất Sát nè, Phi Liên, Tham Lam, Phượng Cái, thì đặc biệt nên cẩn thận thận trong cái giao tiếp với người khác phái, đặc biệt là những người lớn tuổi hơn mình, dễ sẽ sinh phát sinh cái tình cảm và gây ra cái việc không tốt đẹp, dễ bị oán trách và hiểu lầm, gây tranh cãi bất hòa.
quan hệ với cái người phái nữ mà lớn tuổi hơn á, thì rất là dễ bị tai tiếng mà giảm uy tín, và cũng là nguyên nhân gây bất ổn tình cảm vợ chồng. À, bên cạnh những cái chuyện mà buồn phiền á, thì trong hạn có thai vượng, thì có thể nói là rất dễ có con cái ở trong năm Kỷ Hợi này. Nếu như mà đứa con mà sinh năm trong Kỷ Hợi đó, thì thường sẽ không có anh quân, thường sẽ rất là nghe lời người nhắm tuất. Tuy là cái năm nó có sao hạn không tốt, nhưng mà về con cái thì không vấn đề đâu ha, tại vì mình thủy sinh mộc mà. Còn đối với mà mấy anh độc thân á, hoặc là đã ly dị vợ, thì trong năm Kỷ Hợi này á, thì về mặt tình cảm thì có nhiều rối rắm tốn hao, nên cẩn trọng, đặc biệt là quan hệ với những người lớn tuổi hơn có gia đình ha, sẽ đem đến rắc rối, thậm chí là đem đến chuyện pháp luật, cẩn thận nha. Còn mà nói thật sự mà nói, mà nếu có yêu cô nào mà trong năm nay thì cũng không có kỵ cưới đối tuổi của các em đâu, hốt được chơi được ha. Rồi còn về mặt sức khỏe của năm Kỷ Hợi 2019 đó, và bổn mạng đó, thì năm Kỷ Hợi là thiên địa thì về nạp âm ngũ hành thì đều bị tương khắc. Sinh xuất về bổn mạng, người mệnh thủy gặp năm thổ vượng, cho nên là dễ bị ốm đau nhưng không quá nặng. Tại vì mình nên nhớ là mình là đại hải thủy, mình có sinh xuất đi nữa thì nước mình là cũng không hết. Cho nên là có thể là chỉ là bị suy yếu một chút, không quá lớn lao, dù rằng là gặp năm sinh xuất bổn mạng, không như là cái năm cái Mậu Tuất vừa rồi sinh xuất bổn mạng rồi tương kỵ luôn cả Mậu, nó khắc nhâm rồi mọi thứ thiên can địa chi là năm tuổi, nói chung là nặng nề. Còn năm nay thì vượt qua được cái năm mà Mậu Tuất 2018, các em đã bảo vệ được cái bản mệnh của mình rồi, thì cái mạng của các em rồi, thì qua năm nay khó mất lắm ha, dù nó có đi nữa thì cũng xây xác nhẹ nhàng là thôi. Như vậy thì anh đã tổng hợp xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 với rất là nhiều thách thức khó khăn đối với người nam nhâm tuất 1982. Thì bây giờ anh vận luôn vào cái vận hạn 6 tháng đầu năm. Thì bây giờ thì cũng đã là cái clip này anh đang làm, thì hôm nay đã là ngày 18 của tháng 2 rồi. Tháng giêng các em trải qua rồi thì anh chỉ nói sơ thôi, bắt đầu mình sẽ nói nhiều từ tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 ha. Nhiều hơn thì đầu tiên hết thì năm Kỷ Hợi 2019 tháng giêng là tháng bính dần, tháng bính dần là tháng hỏa. Như vậy mệnh thủy khắc hỏa, bổn mạng tương khắc tháng, người ta gọi là phòng bệnh nạn bất ngờ. Cho nên là 10 mệnh thủy gặp năm hỏa, là mình khắc tháng, cho nên là có sức khỏe nó có yếu hơn một chút xíu thì cũng không có vấn đề gì đâu, không quá nặng nề. Thiên can á, là chữ nhâm của các em, nó khắc chữ bính, thiên can tương khắc tháng, gặp nhiều sóng gió, khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận hao tài. Nếu như mà đúng thì với cái thiên can này mà đầu năm mà các em nào mà tuổi nhâm tuất quýnh bài chắc là không có thắng đâu. Thứ hai nữa đó là dù gì đi nữa thì tháng này là tháng tháng mình bỏ hết 10 ngày đầu của cái tháng giêng rồi, cho nên là công việc của 10 ngày này nó dù là nó bị tương khắc tháng đi nữa thì nó cũng không quá lớn lao, không ảnh hưởng nhiều. Địa chi thì là thuộc nhóm tam hợp dần ngọ tức, không những đem lại may mắn cho gia đạo mà còn cả cho công việc. Như vậy tháng giêng mạng thì bị mình khắc tháng, thiên can cũng khắc tháng luôn, cho nên là mạng mình đi nữa thì sức khỏe nó cũng không quá xấu. Công việc có gặp chút rắc rối đi nữa thì các em tổng kết lại thì các em vẫn giải quyết xong xuôi ha. Rồi tháng 2 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Đinh Mão, tức là tháng này, hôm nay là ngày 18 rồi, mệnh cũng sẽ giống tháng giêng, đó là thủy khắc hỏa, bổn mạng tương khắc tháng, phòng bệnh nạn bất ngờ. Thiên can thì chữ đinh hợp chữ nhâm, thiên can thì thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp nhân từ chủ về chữ nhân, cho nên là sẽ dễ có quý nhân giúp đỡ mình trong công việc hanh thông. Tháng giêng nó có trục trặc một tí xíu, nhưng mà ra tháng 2 tới nay là cũng đã hơn nửa tháng, thì các em
nhâm tuất nam mạng cũng thấy rằng là mình công việc nó suôn sẻ hơn, nó trôi chảy hơn ha, đỡ hơn. Địa chi tuất chí mão, người ta nó không biết, thấy con chó với mèo nó cắn nhau vì sợ đụng, nhưng mà thật sự ra về xét về tử vi thì là hai con này là lục hợp. Như vậy thì thiên can ngũ hợp, địa chi lục hợp rất tốt cho cái việc làm ăn và các mối quan hệ xã hội cũng như gia đạo. Tuy nhiên là bổn mạng cần phải chú ý do hai tháng gặp tương khắc bổn mạng. Rồi tiếp đến là tháng 3. Tháng 3 âm lịch của năm Mậu Tuất, tháng 3 âm lịch của năm Kỷ Hợi là tháng Mậu Thìn. Tháng này tương đối khó khăn nè nha, rắc rối. Tại sao? Bởi vì mệnh là thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe yếu cần cẩn trọng. Tai nạn. Mình là tổng năm là mình sinh xuất nó rồi, bây giờ tới tháng gặp sinh xuất nữa thì các phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mà mình nên nhớ là năm nay các em phúc tinh tài tinh thì ít mà phá bại tinh thì nhiều ở trong cái tử vi của mình. Thiên can chữ mậu khắc chữ nhâm, thiên can bị tháng tương khắc, công việc cực kỳ khó khăn, cẩn thận vướng rắc rối pháp luật. Là anh thì anh sẽ không bao giờ để những cái chuyện gì mà lớn lao hay là ký tá hợp đồng gì mà xảy ra trong cái tháng này. Tháng này nên ngồi chơi. Tại sao? Địa chi thìn với tuất là lục xung, mà lục xung là mô tả cái sự chống đối, quấy nhiễu nhau, gia đạo không yên. Như vậy ha, tháng 3 mạng yếu ha, thiên can tương khắc, công việc cũng nguy hiểm, địa chi lục xung, cho nên là thấy tháng 3 không ngon rồi đó nha. 12 ngày nữa là nếu là anh thì anh sẽ cẩn thận mọi điều, gặp ngồi chơi say nước nó còn yên tâm hơn. Tiếp đến tháng 4 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Kỷ Tỵ, tháng Mộc, mệnh cũng sẽ tháng 3, cũng giống tháng 3, thủy sinh mộc ha, bản mệnh yếu, cần cẩn trọng tai nạn. Thiên can nhâm kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Còn về mặt nạp âm ngũ hành thì nhâm là thủy, kỷ là thổ, cho nên là tương xung về mặt nạp âm ngũ hành, cho nên là cũng chưa có tốt đẹp về công việc do là bị nạp âm ngũ hành của thiên can tương khắc. Địa chi tỵ tức là tự chủ bình hòa, cũng không hình hợp, cũng không có tương khắc nhau về mặt tử vi. Còn về mặt nạp âm ngũ hành của địa chi là tỵ hỏa tức thổ là tương sinh, cho nên là gia đạo cũng không vấn đề ha. Trải qua cái tháng 3 bị lục xung thì tháng 4 ok, không đến nỗi nào ha. Rồi tiếp đến là tháng 5, tháng canh ngọ, tháng canh ngọ và tháng 5 tháng 6, tức là tháng canh ngọ và tháng tân mùi là hai tháng cực thổ của năm Kỷ Hợi 2019. Như vậy mệnh thổ khắc thủy, bản mệnh tương tháng, sức khỏe yếu cần cẩn trọng. Thiên can nhâm canh thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương khắc nhau. Thiên can của chữ canh, nạp âm ngũ hành của chữ canh là kim, nhâm là thủy, cho nên là tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành, tốt cho công việc, có sinh tài lộc nhưng không lớn lao. Nhóm địa chi thì thuộc nhóm tam hợp, dần ngọ tức là dấu hiệu của nhiều sự may mắn trong các mối quan hệ của gia đạo cũng như công việc. Như vậy thì tháng 5 hoặc là tháng 6 là tháng tân mùi, hai tháng thổ này thì các em cẩn thận cái việc tai nạn, sức khỏe của mình là mấu chốt của vấn đề, còn lại thì tương đối là tốt đẹp như đã phân tích hai thiên can và địa chi. Tháng 6 là tháng tân mùi, sẽ giống như tháng trên là thổ khắc thủy, bổn mạng rất là nguy hiểm nên là cần cẩn trọng. Thiên can thì nhâm tân thì tự chủ bình hòa, cũng không có hình hại, cũng không có xung khắc nhau. Địa chi thì tuất mùi, thì thìn tuất sửu mùi, tuất mùi thì thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình là cạnh tranh giữa bên yếu, quấy nhiễu bên mạnh, tuy nhiên là nó sẽ không có nặng nề như lục xung và lục hại về địa chi, cho nên là gia đạo có vấn đề đi nữa thì nó cũng không quá lớn lao. Như vậy thì tháng 5 tháng 6 là hai tháng mà các em cần cực kỳ chú ý cái về phần sức khỏe của mình. Như vậy xét chung hết cả vận hạn 6 tháng đầu năm thì sức khỏe của các em không bị tháng khắc thì bị sinh xuất, hoặc là bị mình tương khắc tháng, cho nên là sức khỏe của các em
là mấu chốt ở trong 6 tháng đầu năm. Có thể bổn mạng cũng có một chút nguy hiểm. Tuy nhiên là đặc biệt phải chú ý đó là tháng 3 với cả thiên can và địa chi là độc xung, rất không tốt cho cái công việc cũng như gia đạo. Như vậy là anh đã tổng hợp xong luôn cái phần vận hạn 6 tháng đầu năm. Hy vọng rằng với những cái thông tin mà anh cung cấp về tử vi sẽ giúp ích được các em tuổi Nhâm Tuất tiếp tục vượt qua một năm nhiều sóng gió và khó khăn ở trong cuộc sống. Tuy là nói là năm nay nó có khó khăn đó, nhưng mà chắc chắn rằng sẽ không bao giờ bằng được cái năm Mậu Tuất 2018 ha. Hy vọng rằng các em sẽ vượt qua nó và tiếp tục đón chờ cái sự tốt đẹp ở 6 tháng cuối năm. Tại vì là nên nhớ là xấu tốt của cái người là nữ, nam thì chịu nửa năm đầu mà nữ thì chịu nửa năm cuối. Dù là mạng của mình nó cũng giống giống nhau thôi, nhưng mà đều có một cái là cái sự xui xẻo, cái sự mất cân bằng bằng nó thường nó nằm ở cuối năm chịu cho nữ và đầu năm thì cho nam. Cho nên là hy vọng là mình sẽ tươi sáng hơn ở sau cái tháng 6 âm lịch ha, tốt đẹp lên. Nếu như mà các em xem video này thấy hay và ý nghĩa, có thể ứng dụng vào cuộc sống, xin bấm like và chia sẻ video này cho mọi người tuổi Nhâm Tuất được biết mà ứng dụng. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái tử vi vận hạn của các tuổi khác mà mọi người quan tâm. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.